Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 16 tháng 7 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành ký cho bạn. Thì các bạn ưng nào sản phẩm bên mình hoặc chưa ưng sản phẩm nào mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và buổi tối ngày hôm nay thì mình mới phát clip được, tại vì hôm nay thì mình bận công việc đôi chút thì mình không phát video được và mình cũng không trả lời tin nhắn và cuộc gọi các bạn kịp ấy. Thì mong các bạn thông cảm. Thì là mai bắt đầu bên mình làm việc bình thường rồi. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm Samsung Note 8. Hôm nay nhà mình về được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây Samsung Note 8. Đấy. Samsung Note 8 giá cực kỳ là rẻ. Note 8 thì các bạn dùng biết rồi. Dùng rất là thích, để một thời của nó là siêu phẩm các bạn nhá. Đây, tính năng rất thích của nó mình sẽ nói sơ qua qua. Thích của nó là ví dụ mà các bạn mà đang ngủ mà muốn xem ngày giờ của Samsung Note 8, các bạn đây chỉ cần gõ đây là được nhá. Note 8 rất là tính ngay. Các bạn xem ngày giờ các bạn không phải bấm sáng màn hình lên. Thế các bạn thể là gõ vào đây được nhá. Các bạn gõ vào đây là lên giờ luôn. Đấy, 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy. Các bạn gõ chỉ gõ tay vào nó sẽ ra là hiện ra ngày giờ này, ngày tháng này, năm âm lịch này, pin bao nhiêu phần trăm pin. Rất ok nhá. Đấy, Samsung Note 8 đấy. Note 8 hôm nay nhà mình về được 9 cây. Đấy, Samsung Note 8 đấy. Đấy, màu gold rất đẹp này. Đấy. Samsung Note 8 này thì em sẽ nói sơ cua qua về cấu hình con này. Đấy, cấu hình của Samsung Note 8 này. Note 8 này thì là màn hình của nó nhá. Thì mình sẽ kết thử nó qua file, mình sẽ nói sơ cua qua. Note 8 các bạn cũng đã biết rồi, dùng rất là phê, rất là sướng. Đấy. Thì về cái màn hình của nó ấy, màn hình của nó là màn hình là 6,3 inch các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó Note 8 này là 6,3 inch. Đấy, 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là màn hình 2K nhé. Đây các bạn, đây. Các bạn vào xem phim 4K cho mình, sẽ vào các bạn xem phim 4K cho bạn xem nhé. Này. Nghe nhạc các bạn, nghe nhạc này. Loa cực kỳ hay này. Đây. Tải ngay app Lazada, triệu deal khủng từ cửa hàng chính hãng. Đây, đấy, loa sản phẩm Samsung Note 8 các bạn nghe cực kỳ là phê nhá. Đấy. Đấy, loa nghe cực kỳ là phê. Đấy. Các bạn có thể vào xem phim 4K này. 4K. Để cho các bạn xem. Các bạn vào xem phim 4K, quá tuyệt vời, quá nét luôn. Màn hình đẹp như ở trong tranh nữa các bạn nhé. Đây ạ. Đây con chim. Các bạn nhìn con chim kìa, ấy không khác gì ngoài đời nhá. Không khác gì chim thuật nhưng rắn rất là đẹp. Đấy, màn hình của nó độ phân giải 2K mà. Các bạn độ phân giải màn hình thì quá sắc nét, các bạn nhìn nghiêng này. Không có độ bóng mờ nữa, nhìn con ếch, các bạn nhìn đấy kìa, không có bóng mờ nữa nhá. Rất là thích, rất là sướng á. Tại vì màn hầm, tại vì cái lúc mà thời điểm mà mới ra con Samsung Note 8 này thì nó gần 30 triệu cơ. Đấy. Nó ngang một cái xe máy, thứ nhất là đắt hơn một con Way tàu. À sorry các bạn, là đắt hơn một con Way A bây giờ. Và ngang với ngang giá với con xe Lít bây giờ, ngang xe máy, xe máy Lít nhá. Đấy. Tội gì các bạn phải mua những sản phẩm mà gì nhỉ? Samsung hay là Oppo đời mới bây giờ, 3-4 triệu đời mới bây giờ. Đấy, dùng được một thời gian đơ lòi ra. Đấy, tội gì các bạn phải mua nhá. Tại vì các bạn, nhưng các bạn mua những sản phẩm Samsung Note 8 này dùng cực kỳ là sướng. Đấy, cái lúc mới ra của nó ấy, cái lúc mới ra nó gần 30 triệu cơ. Đâm là Samsung họ rất là chiêu chút sản phẩm Samsung Note 8 của bạn. Từ nhất là chip này và nhất là cấu hình. Thì mình sẽ nói qua về cấu hình. Con này thì là bản là gì nhỉ? Con này là RAM 6GB nhá. Con này là bộ nhớ trong, con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Tùy theo con. Thì ở lâu này cũng có con là 256GB, nhưng mà chủ yếu là 64GB nhá. Đấy, RAM là 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Dùng cực kỳ là phê, cực kỳ là sướng. RAM 6 các bạn biết rồi, gánh chiến tất cả mọi game. Tuy là ra mới được vài năm rồi, nhưng mà nó ra cái gì nhỉ, cái chip RAM của nó cấu hình rất là ok nhá. Con này thì là chip là 8 chip Exynos 885, 8895, 8x64 bit nhá. Thì con này là bản Hàn nhá. Tất cả lô cho mình đều là bản Hàn 2 SIM nhá. Đấy. Đây, lô 9 cây nhớ 8 này đều là bản Hàn 2 SIM rồi, nên là các bạn mình đã hai sim sẵn rồi, nên các bạn cứ về chỉ việc lắp sim vào là dùng thôi nhá. Đấy.
bản Hàn 2 SIM màu gold, con này màu gold rất đẹp đấy. Tội gì các bạn phải mua. Các bạn bỏ ra 4 triệu 4 5 triệu gì nhỉ? 3 đến 5 triệu mua sản phẩm Oppo, Samsung đời mới bây giờ. Các bạn chỉ dùng một thời gian thôi, đờ lòi ra nhá. Thứ nhất là con bạn Note 8 này đặc điểm thứ nhất là gì không? Ví dụ mà các bạn cũng các bạn nhiều bạn Grab thì cũng tư vấn cho mình là anh nên nhập sản phẩm là Samsung Note 8 này thì về. Note 8 này thứ nhất các bạn mà chạy Grab ấy, chạy Grab thì các bạn dùng bản đồ, thứ nhất là dùng bản đồ rất là thích, bản đồ Google Map. Thứ nhất là Google Map rất là thích, và thứ hai là nổ đơn rất là nhanh nhá. Đấy, Samsung Note 8 ấy thì nó nổ đơn cực kỳ là nhanh. Nó nổ đơn nhanh lắm. Nó nổ Note 8 nổ đơn cực kỳ là nhanh. Con này mình chưa cập nhật. Mình còn chưa cập nhật bản đồ cho nó. Nó vẫn bản đồ cũ mà. Mình còn chưa bật định vị nó này. Đây mình phải đăng nhập tài khoản này. Nói chung là con này thì mình chưa cập nhật bản đồ rồi. Đấy, và đây là cửa hàng của mình này. Đây, cửa hàng của mình thế. Đây cửa hàng điện thoại cho mình. Con Note Google Map này các bạn phải đăng nhập vào để ở nhá. Để gì chờ. Đây, và đây là cửa hàng của mình này. Văn Phú Mobile, đây địa chỉ cửa hàng của mình này. Đấy, Văn Phú Mobile đấy. Đấy, Note 8 này nổ đơn rất nhanh. Nhiều bạn Grab khuyên mình nên sản phẩm nhập sản phẩm Samsung Note 8 này về. Để mua về trải nghiệm rất là sướng nhé. Đây, chụp ảnh các bạn chụp ảnh quay phim. Nói chung là một ngày xưa nó là siêu phẩm mà. Đây các bạn chụp ảnh nét như kiểu là Ngọc Trinh luôn này. Camera trước này. Uầy, quá hết các bạn bán hàng livestream chạy Grab nổ đơn cực kỳ là tuyệt vời nhá. Con Note 8 này cực kỳ là đẹp này. Con này thì là máy đẹp là trên 90% các bạn nhá. Máy màu gold con này đẹp trên 90% đấy ạ. Đây, Note 8 màu gold đẹp trên 90%, đẹp rất đẹp. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con như là các bạn, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Các bạn mua sản phẩm Samsung Note 8 này về các bạn bên mình chỉ bán với giá là mức với giá là 3 triệu đến 5 triệu đồng đấy các bạn nhé. Con này là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con này thì bị hơi bị ám một chút thôi các bạn nhé. Hơi con này thì màn hình của nó bị hơi ám nhẹ một chút này. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mới nhìn thấy nhé. Hơi ám nhẹ một chút. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.400.000 nhé. 4.400.000 sản phẩm Samsung Note 8. Con này là tất cả nhà mình đều là bản Hàn đã được lên 2 SIM rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm mua về là thao đập máy, thao hồ đập phá nhá, sử dụng rất là sướng nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ được 1 tuần và bảo hành là 6 tháng cho bạn, nên các bạn yên tâm ạ. Đấy. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức thôi. Các bạn nào mà tin tưởng mình rồi các bạn thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng các bạn mình bên mình ấy, các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc phí ship mình nhá. 50.000 và 100.000 tùy theo mức giá sản phẩm ạ. Đấy. Note 8 ạ. Con này thì bị màn hình thì hơi bị ám xíu, nhìn kỹ thì các bạn mới rõ thôi. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 4.400.000. Máy màu gold đẹp là trên 90%. Đấy, Note 8 thì có cái bút nhá. Dùng cực kỳ là sướng á. Các bạn mua sản phẩm này về ấy, thì các bạn có thể là đi khoe với bạn bè người thân. Đấy, các bạn ghi đi, bút sướng lắm. Bút này. Cực kỳ bút các bạn mình cực kỳ đẹp không ạ? Đấy. Ám nhẹ thôi các bạn nhìn thấy mới rõ nhá. Đấy. Các bạn ví dụ mà các bạn mua sản phẩm này nó 8 này về, các bạn có thể là khoe người thân ấy, người thân hỏi bao nhiêu tiền ấy. Các bạn bỏ 10 triệu, 20 triệu thì ai cũng tin thôi. Tại vì lúc thời điểm mới ra con này nó gần 30 triệu mà. Các bạn về các bạn nó khoe mua 10 triệu trên mạng cũng người ta cũng tin thôi các bạn nhá. Có khi các bạn còn đi bán lại còn lãi cơ. Đấy, bên mình bán cực kỳ là rẻ. Này, nó 8 đấy, 4.400.000 con màu gold đấy nhá. Mình sẽ đánh dấu là con số 1 vào nhé cho bạn dễ lựa chọn nhá. Nhiều khi nhiều quá thì mình cũng nhầm. Hôm trước mình bán cho bạn mình cũng nhầm máy đấy. Vì nhiều quá mình nhầm. Mình đang bảo bạn ấy xuống gửi lại cho mình để mình đổi sang phòng khác. Đấy, số 1 này. 4.400.000. Đấy, tội Note 8 mà lúc mới ra mà tận gần 30 triệu thì Samsung họ rất chiêu chút vào những sản phẩm những con cưng của Samsung này. Đấy. Mở khóa khuôn mặt này, mống mắt này, vân chân vân tay này, dùng rất là sướng nhá. Đấy, tội gì các bạn đi mua những sản phẩm mà ba Samsung mà 3 đến 5 triệu bây giờ, dùng một thời gian đơ lòi ra nhá. Mà cấu hình thì lại thấp hơn là nhiều, đây là RAM 6GB, bộ nhớ 64GB cơ. Các bạn chạy Grab thì tuyệt quá tuyệt vời nhá. 4.400.000 con số 1 nhá. Thì mình sẽ tả trình trạng trường con 1 luôn các bạn dễ lựa chọn. Đấy.
Đấy, các bạn ưng sản phẩm nào bên mình sẽ bảo giá tất cho các bạn. Thế các bạn ưng sản phẩm nào mình có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số tụi mình để đặt hàng nhé. Đây, con này thì cũng rất là đẹp, đẹp trên 90% luôn. Con máy màu tím tím này, bạc bạc tím tím này. Đấy, bút này. Bút thì nó sương lắm, các bạn viết nhẹ tay lắm. Đây, các bạn viết chấm nhẹ tay lắm, sương lắm. Đấy. Đấy, nhẹ tay lắm. Đấy, nhẹ tay lắm. Đấy. Đây, con này thì bị ám hồng nhé. Con này thì ám hồng. Con này thì ám hồng nhé. Đấy, cũng là bản Hàn 2 SIM, mình sẽ xem bộ nhiều trong là bao nhiêu ghi nhé. Con này thì màn bị ám hồng, bám hồng một chút nhá. Đấy, mình sẽ xem bộ nhớ con này là bao nhiêu ghi, 64 GB. Con này cũng là bản 64 GB nhá. Đấy, bản 64 GB. Đấy, máy đẹp nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.100.000 nhá. 4.100.000 nhá. Đấy, máy này rất là đẹp nhá. Con này 4.100.000 nhá. Máy 2 SIM hay sóng nhá, máy Hàn 2 SIM hay sóng bị ám hồng nhá. Ám hồng nhẹ một chút nhá. Đấy. 4.100.000 nhá. Đấy, 4.100.000 rất là rẻ cho các bạn nhá. Máy màu tím rất là đẹp này. Con số 2 mình bán cho bạn với giá là 4.100.000 nhá. Màn bị ám hồng nhá. Thì tất cả mình sẽ báo giá trực tiếp cho bạn và tình trạng máy luôn cho bạn, thì các bạn dễ lựa chọn nhá. Số 2 này 4.100.000 đấy. Tình trạng của bạn luôn. Tiếp đến con số 3. Ui, con này cũng đẹp các bạn ạ. Ui, đẹp đẹp toàn trên 90% này. Quá là đẹp luôn này. Đấy. Đây, con này thì màn đẹp nhá. Con này chỉ bị ám nhẹ thôi, các bạn nhìn kỹ thì mới ra thôi. Đây. Màn cực kỳ là đẹp. Đây, các bạn nhìn kỹ thì mới ra. Đấy. Con này mình sẽ xem bộ nhớ bao nhiêu ghi. Đấy. 64 GB nhá, RAM 6 bộ nhớ 64 GB. Con này thì là màn hình là ám nhẹ thôi nhá. Các bạn nhìn kỹ mới ra. Đấy. Máy màu xanh rất là đẹp ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500.000 nhá. Đấy, 4.500.000. Đấy. Đấy, con này thì màn đẹp nhá. Chỉ bị hơi ám nhẹ nhẹ tí trên góc này thôi. Tí chỗ này thôi. Đấy, rất ám nhẹ. RAM 6 GB bộ nhớ trong con này là 64 GB. Mình đang bán cho bạn với giá là 4.500.000. Tội gì các bạn đi mua sản phẩm đời mới bây giờ. Đấy, rất là rẻ nhá, 4.500.000 đấy. Đấy. Hot 8 đấy ạ. Dùng sướng lắm, các bạn mà chạy Grab mà nổ đơn quá tuyệt vời luôn. Bán hàng livestream bọn này thì quá là phê ạ. 4.500.000 con màu xanh này nhá. Con số 3 là 4.500.000 các bạn nhá. Đấy, tội gì các bạn đi mua sản phẩm đời mới bây giờ. Dùng một thời gian đơ loài ra nhá. Mình khuyên thật luôn, mình bán hàng thì mình sẽ khuyên thật cho các bạn. Thì các bạn thứ nhất là các bạn nên đi mua hàng online. Thứ nhất là các bạn mua hàng online không phải là các bạn ngu, mà thứ hai các bạn đi mua hàng online là các bạn cực kỳ là thông minh luôn, quá là thông minh. Các bạn search giá hết kênh của mình này, sau các bạn các search giá các kênh của khác này, xong các bạn lên trên mạng này search cấu hình này, chip RAM các kiểu này, không ai là có bảo các bạn ngu cả, các bạn quá là thông minh cả. Các bạn theo lời khuyên của mình, các bạn nên đi mua hàng online nhá. Các bạn ngồi ở nhà có người vác điện thoại cho bạn thôi, lỗi các bạn gửi người ta để người ta đổ cho các bạn, rất là đơn giản. Bây giờ gửi bưu điện Viettel rất nhẹ nhàng, đơn giản lắm. Đây, địa chỉ cửa hàng nhà mình đây. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng, các bạn có thể lao qua địa chỉ cửa hàng nhà mình. Còn các bạn nào ở xa thì các bạn có thể bên mình có ship nhá. Ship code cho các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhá. Đấy. Con này là số 3 này. 4.000.000 này. 500.000 này. Con này thì là ám cực kỳ là nhẹ, các bạn chỉ nhìn kỹ mới thấy thôi. Đấy, 4.500.000. Máy 2 SIM hay sóng. Ôi, con này lại cực kỳ là đẹp này. Đấy, con này màu xanh lại cực kỳ là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, con này cũng bị ám hồng một chút nhá. Đấy, ám hồng một chút. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.100.000 này. Đấy, ám hồng 4.100.000 nhá. Đây, ám hồng này, 4.100.000. Mình sẽ xem bộ nhớ con này là bao nhiêu. Đấy, tùy theo. Đấy, rất là rẻ đấy. Đấy. RAM 64 GB. Bạn nào mà thích không nhìn thấy ám nữa, các bạn có thể là vào màn hình này. Các bạn chọn hình chế độ ban đêm này, đấy là xong. Đây. Hết ám luôn màn hình nhé. Đấy. Đây là cách khắc phục ám màn hình. Đấy, các bạn về màn màu đen này thì hết luôn. Đây thì mình bán hàng thì mình sẽ để là màn hình trắng để cho các bạn kiểm tra cho nó rõ, và mình báo tình trạng đúng tình trạng màn cho các bạn nhé. 4.100.000 nhá, máy đẹp keng nhé. Đây, tất cả mấy con này đẹp keng hết này.
Con số 4 là cũng là 4 triệu mốt màn ám hồng nhá. 4 triệu mốt này. Màn hàn hai sim toàn máy main zin, màn zin nên các bạn yên tâm nhá. Số này là số gì nhỉ? Số 4 này. 4 triệu mốt này. Đấy, 4 triệu mốt tội gì các bạn mua đâu. Đây mình sẽ báo từng con đẹp trước đến con xấu. Đây mình sẽ lọc những con đẹp xong rồi đến những con xấu nhất. Xấu nhất. Con này đẹp quá này. Rồi con này cũng đẹp, toàn phải đẹp quá. Đấy, mình sẽ đẹp. Mỗi con này mình xấu nhất thì mình sẽ ấy ra này. Đấy. Và con đây là con số 5 này. Con số 5 này thì màu cũng bạc bạc tím tím này. Con này thì là màn này. Đây. Con này thì là màn cực kỳ là đẹp nhá. Hơi bị ám một chút thôi nhá. Con này thì là màn hơi màn đẹp hơi bị ám một chút đấy nhá. Đấy. Hơi bị ám một chút thôi. Đấy. Máy rất là đẹp này, đẹp trên 90%, đẹp kinh khủng luôn. Đấy. Mình sẽ xem cấu hình con này là bao nhiêu ghi. Con này là RAM 6 rồi. Đấy, bộ nhiều trong con này là 64 GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.300.000 nhá. 4.300.000 đấy ạ. Đấy, máy 2 sim 2 sóng nhá. Đấy. Đây, 4.300.000. Này, màn con này là màn cực kỳ là đẹp, chỉ bị hơi ám nhẹ một chút thôi. Các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhá. Đấy, mắt thợ như mình mới thấy thôi. Còn các bạn mà người tiêu dùng các bạn nhìn kỹ thì cũng không thể ra được nhá. Đấy, 4.300.000, máy đẹp keng nhá. 4.300.000. Đấy, tội gì các bạn phải mua sản phẩm đời mới bây giờ. Đờ loài này. Mà toàn RAM của 3 GB, bộ nhớ 32 GB. Con này là con số 5 nhá. Số 5 này 4.300.000 này. 4 triệu này. Đấy, rất là rẻ đấy. Và con này cũng máy cũng đẹp này. Ui, con này của máy cũng đẹp thế. Toàn đẹp keng, toàn đẹp trên 90% này. Đấy. Ui, con này thì bị đấy, con này thì bị hơi bị lưu trữ một chút thôi. Bên mình đang bán cho bạn giá là 4 triệu nhá. Hơi bị lưu trữ một chút thôi. Bán cho bạn giá là 4 triệu đấy ạ. Đấy. Bạn nào không thích nhìn lưu trữ bạn có thể vào màn hình. Kích vào màn chế độ ban đêm xong. Đấy. Hết luôn màn hình đen, hết luôn lưu trữ. Đây, mình bán hàng thì mình sẽ để làm màn hình trắng để cho các bạn nhìn kiểm tra cho nó rõ. Để mình báo giá tình trạng rõ. Con này chỉ bị hơi bị lưu trữ một chút này. Bên mình đang bán cho bạn giá là 4 triệu, màu xanh này, máy đẹp keng luôn chứ. Đẹp kinh khủng luôn. Đấy, 4 triệu. Con này là con số 5 à. Con này là con số 6 nhá. Số 6 này. 4 triệu này. Đấy. Này, và hai con này. Này con này màu đen cũng rất là đẹp, đẹp trên 90% luôn ạ. Đây, rất là đẹp. Mình xem bộ nhiều con này. Ui, con này màn cũng đẹp lắm. Con này bị hơi bị ám một chút thôi. Đấy, con này bản 64 GB, RAM 6 GB, bộ nhiều trong là 64 GB. Con này thì màn hình bị hơi bị ám một chút thôi. Đây ạ. Bên mình đang bán bạn giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000. Rất là rẻ, nó 8, ngày xưa siêu phẩm 30 triệu. Bây giờ chỉ với giá là 4.500.000. 4.200.000 nhé. Con này mình để cho bạn 4.100.000 đi. Số 7 này. 4.100.000 này. Đấy, rất là rẻ. Đấy, số 7. Số 7 là 4.100.000 nhé. Mà con này cũng đẹp này. Con này cũng đẹp. Đẹp 90% nhé. Đẩy màn đẹp. Con này màn đẹp lắm. Con này thì màn đẹp. Này, hơi ám một chí tí tí thôi. Con này hơi ám một tí tí thôi. Đây ạ. Ui rẻ. Quan máy rẻ. Các bạn không mua thì các bạn mua máy gì. Xem này bao nhiêu ghi. Đấy, 64 GB, RAM 6 GB, bộ nhớ 64 GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.100.000 nhá. Đấy, 4.100.000 nó 8 đấy ạ. Đấy, các bạn đi mua những sản phẩm đời mới bây giờ làm gì. Lổ đơn thì cực kỳ là nhanh. Đây. Con này là 4.100.000 nhá. Màn hình nó hơi bị ám một xíu nhỉ. Số 8 này. 4.100.000 này. Đấy.
68.1 và con số cuối cùng này xem là bảng bao nhiêu. Con này là màn bị ám hồng nhé. Đây các bạn không thích màn hình ám các bạn có thể vào màn đêm này. Đấy, thì đấy màn hình ám. Đấy, các bạn có thể vào thiết bị đây. Các bạn mình xem câu rồi hình con này là bao nhiêu ghi. Đấy, con này là bản 256 ghi nhá, RAM 6 ghi bản 256 ghi ạ. Đấy. Đây. Lưng thì con này bị phẩy theo cũ phẩy theo thời gian nhé. Lưng thì cũ phẩy theo thời gian. Viền hơi bị xấu một chút này. Các góc thì hơi bị xấu một chút đấy. Đấy. Con này là xấu nhất nhá. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3.500.000 nhá. 3.500.000 sản phẩm Samsung Note 8 RAM 6GB bộ nhớ trong 256GB nhá. Con này với giá là 3.500.000 cực kỳ là rẻ. Giá cực kỳ là lợn chết cho các bạn nhá. 3.500.000 con cuối cùng này. Đấy. Đấy. Đấy, mình rất nhiều Note 8 rất là rẻ. Các bạn tội gì các bạn phải đi mua những máy mới bây giờ. Đơ dùng thời gian đơ lòi ra bán lỗ chồng thây ra. Các bạn mua những sản phẩm này nói thật với các bạn đi bán chỉ lỗ vài trăm nghìn thôi. Đấy, con là số này 9 này. 3 triệu này. Đấy. Thì tất cả nhà mình là còn Note 8 đây 9 cây. Thì tất cả mình sẽ báo giá tất cho các bạn rồi. Thì các bạn đặt số nào các bạn thể liên hệ trực tiếp mình để đặt hàng nhé. Đây có mỗi con này cuối cùng là màn bị ám hồng và vỏ lưng phiền thì hơi phẩy một chút nhé. Các góc thì hơi bị cấn một chút này. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3.500.000 nhưng mà con này là bản 256GB nhé. Thì mình cũng có lời khuyên cho các bạn thì các bạn mua sản phẩm Samsung ấy. Tất cả làm phẩm Samsung ấy. Samsung, đây cái này chưa lưu. Đây sản phẩm Samsung đời cao cao ví dụ như ở mà Note 8 này. Note 8 tiếc ấy, hoặc là Samsung ấy thì các bạn nên mua những sản phẩm mà các bạn mua sản phẩm màn hình ám này được nhưng mà các bạn đừng nên mua sản phẩm mà ví dụ như kiểu mà đốm đen màn hình mà bị bốm đen màn hình kiểu ví dụ đốm các góc này mà nó to quá. Đây, đốm góc màn hình này nó to quá. Nó nhỏ không sao, ví dụ nó chỉ bằng một hạt gạo này. Bằng một hạt gạo ở đây không sao. Hoặc là các bạn ví dụ mà đốm nó to quá như thế này, đây, đốm to quá như thế này. Hoặc là đốm to quá như thế này. Đấy. Đốm to quá như này, ví dụ các bạn nhìn nhỏ như hạt gạo đây thôi thì các bạn có thể là chấp nhận được, nhưng mà các bạn đừng nên mua sản phẩm Samsung Note 8 mà bị Note 8 hay Samsung bị đốm to huỳnh ở đây xong là còn bị vỡ kính nữa. Mình khuyên với các bạn luôn thì các bạn đừng nên mua, xuống tiền mua nhá. Thì vì những sản phẩm mà vỡ kính xong lại còn bị đốm ở đây nữa các bạn đi ép nữa, quá cái tội luôn. Mua cái máy mới rồi quá tội, các bạn mua sản phẩm khác, các bạn mua sản phẩm mà màn ám một tí cũng được. Nhưng mà theo mình thì không nên mua sản phẩm mà bị đốm màn hình nhé. Đốm nhỏ như hạt gạo hoặc là cái kim hoặc là nửa hạt gạo thì không sao, nhưng mà đốm to huỳnh màn hình thì các bạn không nên mua nhé. Lúc đấy các bạn mua về dùng thôi, các bạn mang đi bán ấy thì cực kỳ là lỗ nhé. Thứ nhất là lỗ, cực kỳ là lỗ. Màn ám các bạn mang đi bán thì không bị lỗ mấy, nhưng mà các bạn mà màn đốm như thế, đốm mực như thế là bị bán đi lỗ rất cực kỳ là nhiều. Thì theo cái lời khuyên tư vấn cho mình đấy nhá, các bạn mua sản phẩm mà đời mới mà mức giá với giá là từ 3 triệu đến 5 triệu các bạn mang đi bán ấy, ví dụ các bạn mua sản phẩm con này là 4.5 triệu mà máy mới đi, các bạn đi bán ấy các bạn chỉ bán được ra được khoảng độ 4.5 triệu, các bạn chỉ bán ra được với giá là 3 triệu thôi. Đấy, các bạn mua máy mới, mua Samsung hoặc Oppo mới, các bạn mua mới mức giá là 4.500.000 máy mới nhá, thế các bạn dùng chán các bạn mang đi bán với giá là chỉ với giá được 3 triệu thôi. Các bạn mà trong vòng 1 tháng quay về các bạn chỉ bán được với giá 3 triệu thôi. Đấy. Nhưng mà các bạn mua sản phẩm mà Samsung mà Note 5, Note 8 này, quên mấy các bạn là Note 8 mà mua 4.5 triệu này. Các bạn mang đi bán ấy kiểu gì các bạn dùng chán lắm rồi. Các bạn đi bán cũng được khoảng đến 3 triệu rưỡi. Nếu mà nhiều chỗ người ta vẫn mua đến 4 triệu cho bạn nhá. Tại vì Note 8 ngày xưa nó đắt mà. Tại vì lúc mới ra nó gần 30 triệu cơ, các bạn đi bán lúc nào cực kỳ được giá. Thì theo cái lời tư vấn cho mình, các bạn nên mua sản phẩm Note 8 đời cũ này, dùng rất là sướng. Chứ còn các bạn ví dụ mà đốm màn hình thì các bạn theo mình thì các bạn đốm màn hình nhỏ các bạn còn chấp nhận mua được, nhưng mà đốm to quá các bạn đừng nên mua nhé. Theo cái lời khuyên chân thành của mình như thế. Đấy. Thì cái lời khuyên chân thành của mình như thế, các bạn nên xuống tiền mua hay không thì các bạn cân nhắc trước. Các bạn hoặc các bạn nhân nhắc những màn ám như này, nhằm nhẹ như này được, các bạn mua về dùng rất là thích, rất là sướng ạ. Các bạn bán đi không bao giờ lỗ. Đấy. Đấy là lời khuyên của mình.
Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ Samsung Note 8 thanh lý đây. Thì nhiều bạn cũng hỏi lắm, thì các bạn có thể là đăng ký kênh của mình, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ và các bạn sẽ là người xem đầu tiên và lựa chọn đầu tiên nhá. Và bây giờ cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai nhá. Đây giờ cực kỳ là rẻ, từ 3 triệu 5 này đến 4 triệu 500k. Đấy, rất là rẻ nhá.